trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải. Những ngày này, tỷ lệ duy trì chuyên cần của nhà trường vẫn đạt trên 90%. Do thời tiết rét đậm, rét hại, nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em, nhà trường đã nhắc nhở từng phụ huynh bổ sung thêm quần áo ấm, giày dép cho con em mình đang theo học tại trường. Mấy hôm nay trời rét lạnh lắm. Ở nhà chúng tôi còn có củi để sưởi ấm phòng chống rét, nhưng các con ở trường không có lửa để sưởi. Vì vậy, để đảm bảo cho con đủ ấm, hôm nay tôi cần bổ sung thêm quần áo, tất và giày cho con để con yên tâm học tập tại trường trong những ngày mùa đông. Ngoài ra, với học sinh ăn bán trú, nhà trường chỉ đạo bộ phận nhà bếp bổ sung thêm các thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao trong các bữa ăn hàng ngày và chủ động theo dõi sức khỏe học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại. Đối với đơn vị nhà trường cũng đã chủ động nhất là triển khai các thầy cô giáo chủ nhiệm phải thông tin đến phụ huynh học sinh ở ngoài là phải trang bị áo ấm, giày tất cho các cháu để đảm bảo phòng chống rét trước khi đi học. Còn đối với các học sinh bán trú của nhà trường thì nhà trường cho rà soát lại toàn bộ chăn màn chiếu cho các cháu. Trường hợp mà các cháu mà còn thiếu chăn thiếu màn thì bổ sung thêm chăn để đảm bảo chống rét. Còn đối với nhà bếp để đảm bảo công tác phòng chống rét cho các cháu thì cũng chỉ đạo bộ phận nhà bếp thì thường xuyên hàng ngày là phải đun nước sôi cho các cháu uống và nấu cơm nấu bữa ấy là phải chia cơm nóng cho các cháu để các cháu có thể ăn cho đảm bảo trong những ngày chống rét. Chỉ đạo các nhà trường cho các cháu em học sinh, đặc biệt là học sinh mầm non, khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C thì cho các cháu nghỉ. Còn các cháu trung học cơ sở trường các cháu cũng đang học thì chúng tôi cũng đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của các bản là chỉ đạo bà con nhân dân là chăm sóc các cháu ở nhà để làm sao cho đảm bảo đủ ấm. Hiện nay, các trường mầm non ở các xã đều đã cho học sinh nghỉ học do thời tiết rét đậm, rét hại. Theo dự báo, thời tiết tại huyện vùng cao Mù Căng Chải diễn biến phức tạp nên nhiệt độ giảm sâu. Do đó, huyện Mù Căng Chải đã tăng cường chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo huyện yêu cầu các trường học trên địa bàn tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo giữ ấm cho học sinh khi nhiệt độ giảm sâu.